À, chúng ta phân tích câu số 13 này. Để bài câu 13 cho như sau này. Con đoạn E gồm có 3 nhát te, x, y và z đều đa chức no mạch hở. Anh x nhỏ hơn anh y, nhỏ hơn anh z. Đốt cháy hoàn toàn 0,012 mol E thì cần vừa đủ là 2,352 gam oxy, thu được 1,026 gam nước. Mặt khác đun nóng 0,012 mol E với dung dịch NaOH vừa đủ thì thu được dung dịch, cô cạn dung dịch thì thu được ở đây là được một muối T. Muối T có mạch carbon không phân nhánh và hỗn hợp hai ancol thì đều là ancol no mạch hở đơn chức. Thì ancol đây đơn chức nhé, được chưa? Este đây mình rõ ràng este no đúng không? Thì ancol đây chắc là ancol no rồi, đúng không? Tiếp tục này, đốt cháy anh em muối T thì thu được Na2CO3, CO2 và 0,216 gam nước. Để bài hỏi là số nguyên tử hydro trong Y là bằng bao nhiêu? Đối với bài tập này chúng ta hoàn toàn có thể làm được phương pháp đồng đẳng hóa. Vì sao đồng đẳng hóa được? Là bởi vì chúng ta sẽ dễ thấy như sau. Dễ thấy đây, được chưa? Chúng ta sẽ thấy là anh este chúng ta chắc chắn thôi. Nó là este mấy chức? Hai chức. Bởi vì sao? Bởi vì anh muối T dễ thấy là anh muối T đúng không? Muối T có mạch không phân nhánh, có mạch không phân nhánh. À, không phân nhánh thì nó sẽ có tối đa là hai chức nhé. Thế vậy tối đa sẽ là hai chức đấy, được chưa? Và khi nó tối đa là hai chức, mà nhìn ở đây este người ta rõ ràng là cho anh este đa chức rồi đúng không, mà ancol này ancol đơn thôi, ancol đây là ancol đơn đúng không, đây ancol đơn chức này, nhìn chưa, ancol đơn chức thì hiển nhiên là muối đây phải là muối muối đôi rồi đúng không. Suy ra đây là muối T là muối hai chức, suy ra anh muối T ở đây thì sẽ là muối đôi, muối T nó sẽ là muối đôi nhé, muối đôi đấy. Vậy ta sẽ đồng đẳng hóa này, đồng đẳng hóa cái hỗn hợp mà anh E này, hỗn hợp E thì gồm có này, đồng đẳng hóa hỗn hợp E. Thì anh este E là este hai chức đúng không? Được tạo bởi là este, được tạo bởi là thằng axit đôi và ancol đơn. Thì ancol đây là ancol CH3 đúng không? Còn thằng muối đây là muối đơn giản nhất ấy, là cái muối C CO này, CO này đúng không? Vì mình gắn đây thì CO cả hai lần này. Và đây giật CH2 ra bên ngoài. À, chúng ta sẽ dễ dàng nhận thấy là đồng đẳng hóa nhé, đồng đẳng hóa hỗn hợp E này thì mình sẽ có này, mình biết thằng muối là thằng muối đôi rồi và ancol mình sẽ lựa chọn thằng ancol đơn giản nhất là CH3 này, CH3 này thì hiển nhiên là mình sẽ thu được anh este CO CH3 tất cả hai lần này nhé, viết cho thấy gọn, và mình sẽ giật hết cái nhóm metilen này ra ngoài, nhóm CH2 này ra ngoài. Thì anh này tiến hành hai thí nghiệm này. Thí nghiệm thứ nhất là người ta đốt cháy trong oxy đây, đốt trong oxy thì sẽ thu được đây là CO2, CO2 và đây sẽ là H2O này. Thí nghiệm thứ hai là người ta cho tác dụng gì? Cho tác dụng ở đây đó là tác dụng NaOH, NaOH thì sẽ thu được đây là phần ancol và đây sẽ là phần muối, đây là phần muối, được chưa? Đó. Thế thì hỗn hợp này thì đáp án cho cái gì rồi? Đáp án cho hỗn hợp E này, cho hỗn hợp E này có số mol là bao nhiêu? Có số mol là 0,012. Thầy điền đây là 0,012 này. Oxy đây thì bằng bao nhiêu? Oxy đáp án cho là bằng 2,35352 chia cho 32 thì số mol oxy đây bằng 0,0735. Thằng nước đây là 1,026, 1,026 chia cho 18 thì bằng 0,057, nước đây bằng 0,057 đó. Thế vậy thì ta sẽ dễ dàng bảo toàn oxy này, thầy sẽ bảo toàn oxy đây nhé, bảo toàn anh oxy thì thầy sẽ có ngay được oxy đây biết này, oxy đây biết này, oxy trong nước biết này, thì mình sẽ bảo toàn oxy và dễ dàng ra được số mol của CO2 đây sẽ bằng, số mol CO2 sẽ bằng là 0,012 nhân lên 4 này, đây có 4 oxy nhé, cộng với oxy đốt là cộng 0,0735 nhân 2 trừ đi thằng này, trừ đi thằng oxy trong nước, trừ đi 0,057 chia đôi thì ta được là 0,069. Thì cái này sẽ làm 0,069 mol, 0,069. Đây sẽ là 0,069. Đấy chưa nào? Thế vậy sau khi biết thằng carbon rồi, biết thằng hydro rồi, đúng không? Mình sẽ bảo toàn nhé, thầy sẽ bảo toàn carbon đây. Bảo toàn carbon thì thầy sẽ ra được số mol của CH2. CH2 đây sẽ bằng anh này thì thầy sẽ có là carbon là 0,69 nhé, 0,69 trừ đi 0,012 nhân 4, thằng này có 4C mà trừ đi 0,012 nhân 4 thì thầy ra được 0,021 mol. Anh này sẽ ra được 0,021 mol. Đó, điền đây nhé là 0,021 này. Ok, xong. Rồi sao nữa? Mình để ý tiếp. Ở đây thì phần muối đây thì chúng ta để ý là muối chúng ta sẽ có cái phần gì? Chắc chắn thôi, muối sẽ có cái phần là COO đây. Sẽ là COO, CONA đúng không? Tất cả hai lần, đúng không? Và thằng CH2 nữa, có thể là có C2 đi cùng với nó nữa đúng không? C2 này nhé thì một phần nhé. Bạn bảo là C2 đây là 0,21 thì không phải đâu, bởi vì C2 của ta nhé nó sẽ đi vào hai chỗ, một là đi vào trong ancol C3OH đây, thì bạn có C3OH đây bao nhiêu? 0,012 nhân 2 thì cái này sẽ là 0,024, và một lượng C2 ở trong este có thể C2 đi vào trong ancol, có thể đi vào trong muối hoặc có thể đi vào cả hai, đây là đi vào cả hai đây. Đấy thì để chống nhé, mình không biết, và cái này đem đi đốt này, anh này đem đi đốt trong oxy này thì mình sẽ thu được lượng nước ở đây, lượng nước đây là bài cho bao nhiêu là 0,216 đây. Đây thì kéo xuống nhé, đây nước đây là 0,216 chia cho 18 thì nước đây thì chúng ta được là 0,012, nước đây là 0,012.
Còn CH2 này, đây H2, đây H2 thì đây 0,012 thì hiển nhiên ở đây cũng là 0,012 nhé. Tiếp này, CO đây, đợi CO đây là 0,012 thì thằng này cũng là 0,012 đúng không? Thế vậy thì mình sẽ dễ dàng, chúng ta sẽ ghép này, là chúng ta sẽ xác định thằng muối này, xác định muối nhé, xác định đây, đó xác định thằng muối. Thằng muối đây thì mình có cái gì? Thằng muối đây mình sẽ có này số mol của nước, số mol nước là bằng 0,012 mol và nó sẽ bằng với số mol của nhóm CH2. Đấy. Mà số mol CH2 đây thì bằng 0,12, số mol của thằng CO là A lại 0,12 thì mình ghép và phát là biết ngay. Bởi vì thằng muối đây chỉ có một muối thôi mà, anh muối T một muối thôi. Thế vậy suy ra anh muối chúng ta sẽ là thằng CH2 này, ghép một phát với thằng CO là A luôn, ghép với CO là A luôn. Đấy, đẹp luôn. Đấy. Anh này sẽ là 0,0 bao nhiêu? Anh này sẽ là 0,012. Xong nhé. Sau khi đồng muối này rồi thì ok, chúng ta xác định ancol. Ở đây mình sẽ có một bước thứ hai đó là xác định ancol. Xác định ở đây là xác định thằng ancol. Xác định ancol đây thì ancol chúng ta sẽ là CH3 nhé. CH3 đây. OH mình có rồi, anh này sẽ là 0,024. Lúc trước mình có đây đây rồi. Và bây giờ cố gắng đi tìm kiếm nốt đoạn CH2 đây thì mình sẽ bảo toàn CH2, bảo toàn CH2 thì mình sẽ có ngay được CH2 đây sẽ bằng suy đây, đây suy đây CH2 sẽ bằng. Bạn để ý tổng CH2 đây bao nhiêu? Tổng CH2 đây 0,021 chui vào trong thằng muối mất 0,012 rồi thì vậy suy ra 0,021 mà trừ đi 0,012 thì anh này sẽ bằng 0,009 đúng không? 0,009 mol. Đúng không? Rồi ok. Thế đáp án cho cái gì? Đáp án người ta cho bảo là hai thằng ancol là hai ancol đơn chức đồng đẳng kế tiếp đúng không? Hai ancol đồng đẳng kế tiếp này thì mình có mol của ancol chưa? Có rồi, mol ancol này. Ta sẽ có này, mol của ancol như chúng ta biết đấy bằng 0,024, 0,024. Mol carbon bao nhiêu? Mol carbon bằng cho ancol này, thằng này có một carbon này, thằng này một carbon thì mình sẽ cộng vào 0,024 cộng với 0,009 là 0,033, 0,024 này cộng 0,009 này. 0,024 này cộng với 0,009 thấy ạ? Thì bằng 0,033. Đây, 0,033. Thế biết số mol carbon rồi, biết số mol ancol rồi thì mình sẽ tính C trung bình. Suy đây là C trung bình của ancol. C trung bình ancol bằng 0,033 chia cho 0,024 thì bằng 1, mấy đấy đúng không? 1, mấy. Thì suy ra ancol sẽ là một anh sẽ là CH3OH, một anh sẽ là C2H5OH. Thế vậy người ta bảo 3 este đúng không? 3 este chúng ta sẽ là 3 este nào? Đây, 3 este chúng ta sẽ phải là 3 este nào thì suy ra đây, anh este X, Y và Z, thằng X nhỏ nhất đúng không? Thằng X nhỏ nhất thì sẽ là COO, CH3, CO, CH3. Đấy, đây đây chính là hình ảnh của X này. Thằng X thì nhỏ thằng Y đúng không? Y sẽ là COO, CO này. À đâu? Thằng này phải CH2, cảm ơn đây. Ok, thằng này phải CH2 đấy. CH2 đây, được chưa? Và thằng này sẽ là một thằng CH3, một thằng CH5. Đây chính là thằng Y. Thằng Y. Thằng Z của chúng ta thì vẫn là thằng muối này, CH2, CO, CO này, CO này đúng không? Và đây sẽ là CH5. Anh này sẽ là C2H5, đây chính là thằng Z, đấy ạ. Và người ta hỏi bạn là số nguyên tử hydro trong Y bằng nhiêu? Số nguyên tử hydro trong Y, hydro trong Y sẽ bằng 3, 5 là 8, 8, 2 là 10. Thế vậy đáp án chúng ta cần khoanh đây, đó là đáp án 10 nhé, đáp án D em ạ. 10.